Xin chào mừng tất cả anh em đã đến với Mình Bóng Đá. Sau đây xin mời anh em đi đến với cặp đấu tứ kết của môn đá nam Olympic Tokyo lần này, đó chính là cặp đấu giữa U23 Tây Ban Nha và U23 Bờ Biển Nga. U23 Tây Ban Nha là một trong những ứng cử viên hàng đầu của môn đá nam tại Olympic lần này, cùng với một ứng cử viên nữa, đó chính là U23 Brazil. Nhưng bây giờ thì U23 Brazil sẽ gặp một đối thủ nhẹ nhàng hơn để có thể bước vào vòng bán kết. U23 Tây Ban Nha thì gặp một đối thủ thật sự rất đáng gờm nha anh em. U23 Bờ Biển Nga ở Olympic Tokyo lần này là thật sự đáng nể nha anh em, đáng nể. Hàng phòng ngự, hàng tấn công đều chơi rất đều đặn. Và một đội hình của Bờ Biển Nga là một trong những đội hình mà tôi thấy được sự đoàn kết. Mấy ông Bờ Biển Nga này đó, mấy ông đá thật sự rất là đoàn kết với nhau luôn á. Tất cả các tuyến luôn nha, kể cả ba tuyến tiền đạo, tiền vệ và hậu vệ, thậm chí là thủ môn luôn nha. Chơi rất là gắn kết với nhau, giống như 11 anh em trong một gia đình vậy đó anh em. Còn U23 Tây Ban Nha họ mang đến Olympic Tokyo lần này á, một đội hình có thể nói là khủng nha anh em. Trẻ mà còn nổi tiếng mà kèm theo là toàn ngôi sao không. Và hiện tại bây giờ họ cũng đã trải qua một mùa đấu vòng chung kết Euro thành công nữa chứ không phải không thành công đâu. Nhưng mà tại sao Olympic Tokyo lần này dàn ngôi sao của U23 Tây Ban Nha và một đội hình của U23 Tây Ban Nha lại cho chúng ta một màn trình diễn tệ hại? Với tôi cảm giác U23 Tây Ban Nha rất tệ. Với một cái đội hình hiện tại của U23 Tây Ban Nha thì anh em có thể thấy rằng là không phải họ sẽ thể hiện như những gì chúng ta nhìn thấy ở những trận vòng bảng vừa qua đâu. Họ chỉ có một trận thắng trước U23 Úc nha. Đó là một trận thắng mà tôi nói là thắng xích sao, thắng nhạt nhòa đó. Còn hai trận còn lại bị hòa trước U23 Ai Cập với tỷ số 0 đều. Rồi lại bị hòa với Argentina với tỷ số 1 đều. Anh em thấy không? Cái màn trình diễn của U23 Tây Ban Nha thật sự mang đến cho chúng ta ở Olympic Tokyo lần này, với tôi thì thật sự không thuyết phục và làm tôi thất vọng rất nhiều. Họ sở hữu những ngôi sao trẻ, họ sở hữu những ngôi sao trẻ và họ sở hữu những nhân tài bóng đá Tây Ban Nha, nhưng họ lại sở hữu một hàng công gọi là vô duyên vô cùng. Có nhiều cơ hội cầm bóng, kiểm soát trận đấu, di chuyển nhiều, truyền bóng nhiều, dứt điểm cũng nhiều, nhưng mà hoàn toàn là không chính xác. Và đó là những gì mà U23 Tây Ban Nha đã thể hiện cho chúng ta thấy ở vòng bảng. Còn vòng tứ kết này gặp một đối thủ U23 Bờ Biển Nga thì liệu rằng U23 Tây Ban Nha họ có vượt qua hay là họ sẽ dừng chân tại đây? U23 Bờ Biển Nga là một trong những đội chơi khó chịu. Họ đã cầm chân được U23 Brazil nha anh em. Và liệu rằng U23 Tây Ban Nha họ sẽ giải quyết được U23 Bờ Biển Nga này trong 90 phút hay không? Nhưng mà tôi nghĩ rằng đây là một trận đấu gọi là cân kèo với nhau. Tôi không đánh giá cao U23 Tây Ban Nha nữa, mà tôi lại đặt niềm tin vào U23 Bờ Biển Nga, bởi vì họ có thống lĩnh hàng phòng ngự là cầu thủ Eric Bailly, một cầu thủ của Manchester United. Hàng phòng ngự chơi ổn định nhất tính tới thời điểm hiện tại của môn bóng đá nam Olympic lần này là hàng phòng ngự của Bờ Biển Nga. U23 Tây Ban Nha họ gặp một đối thủ U23 Bờ Biển Nga là một đối thủ khó chịu lắm. Thật sự nói trận đấu này là chúng ta nói về trận đấu này nó sẽ là cân kèo nhau. Tôi nghĩ rằng nó sẽ là một trận đấu cầu cưa với nhau, nó cưa qua cưa lại và rất khó để có thể các cầu thủ Tây Ban Nha có một bàn thắng ở hiệp thi đấu đầu tiên đối với U23 Bờ Biển Nga. Anh em cũng đã xem rồi, anh em nào mà theo dõi U23 Bờ Biển Nga thì anh em có thể nhìn thấy được U23 Bờ Biển Nga họ phòng thủ rất chặt chẽ nha, họ kết nối giữa các tuyến với nhau nó đều lắm. Chỉ có hàng công họ hơi yếu chút xíu thôi, nhưng mà có sự nhạy bén của Danilo, một cầu thủ trẻ của Manchester United. Những gì mà U23 Bờ Biển Nga đã cho chúng ta thấy ở vòng bảng là nó cũng gần giống như là U23 Tây Ban Nha, họ chỉ có một trận thắng và hai trận hòa mà thôi. Nhưng bên cạnh đó cũng không thể nào mà đánh giá rằng U23 Bờ Biển Nga họ dưới cơ được. Tôi nghĩ đây là một trận đấu cân kèo, mặc dù là U23 Tây Ban Nha là được giới chuyên môn đánh giá cao hơn và kèo của cái trận đấu này U23 Tây Ban Nha họ chấp tới nửa một. Thì tức có lẽ rằng là Tây Ban Nha, U23 Tây Ban Nha họ nằm trên kèo U23 Bờ Biển Nga. Thì tôi nghĩ anh em rằng nên nằm U23 Bờ Biển Nga thì sẽ thấy ổn áp hơn nhiều. Bởi vì trong tất cả các trận trước ở vòng bảng thì anh em đã thở oxy với U23 Tây Ban Nha rồi đúng không? Thở rất nhiều đúng không? Thậm chí là ngáp ngáp luôn đúng không? Thì để mà thở trận này thì tôi nghĩ anh em đừng thở bên U23 Tây Ban Nha nữa, mà anh em hãy chuyển sang U23 Bờ Biển Nga đi. Tôi thấy anh em sẽ không cần phải oxy, không cần phải có cái máy oxy để thở nữa đâu. Thoải mái lắm, nằm U23 Bờ Biển Nga là ổn áp hơn rất nhiều nha. Vì tổng bàn thắng của trận đấu này thì tôi nghĩ nó sẽ là dưới 2 trái rưỡi nha anh em. Dưới 2 trái rưỡi.
Kết quả của trận đấu này, hiệp 1 nó sẽ không có bàn thắng đâu. Nhưng mà kết quả trận đấu này tôi rất có niềm tin vào cái tỷ số không đều. Đấy, tôi có niềm tin vô cùng bởi vì tôi thấy được U23 bờ biển Ngà, họ phòng thủ chắc chắn nè, họ thi đấu kết dính. Rồi họ có thể phản công nhanh được nha. Mấy ông Châu Phi mà mấy ông chạy thì anh em biết rồi, ma tốc độ luôn, con ma tốc độ luôn. Đấy. Còn mấy ông mà bên Tây Ban Nha đó, U23 Tây Ban Nha đó, thì nếu mà anh em mà dự đoán về cái tỷ lệ cầm bóng á, thì anh em và kiểm soát trận đấu thì anh em nên nằm U23 Tây Ban Nha. Nhưng mà về tỷ lệ dứt điểm chính xác á, thì anh em nên nằm về U23 bờ biển Ngà. Bởi vì cầm bóng nhiều mà không dứt điểm tốt thì cũng như không. Anh em thấy không? Trong tất cả các trận đấu của U23 Tây Ban Nha, thậm chí là cả Euro luôn, đội tuyển U23 Tây Ban Nha luôn á, thì tỷ lệ cầm bóng nhiều nhưng mà dứt điểm cực kỳ là kém luôn. Bây giờ U23 Tây Ban Nha nè, anh em xem rồi anh em cũng thấy cầm bóng rất nhiều. Ở trận đấu vừa rồi nằm cầm với U23 Argentina thì ổng cầm bóng tới 68%. U23 Argentina họ chỉ cầm bóng có 32% thôi. Nhưng mà tỷ số một đều, sợ chưa? Quá sợ luôn. Đấy. Cho nên là tôi nghĩ rằng ở trận đấu này anh em nên đặt niềm tin vào mấy ông Châu Phi đi. Bởi vì mấy ông khỏe mà, mấy ông không cần oxy đâu. Nhưng nằm mấy ông U23 Tây Ban Nha thì anh em phải có gắn trên mình một cái máy thở nha, máy trợ lực, máy các kiểu để anh em thở. Chứ tôi nghĩ là nằm U23 Tây Ban Nha thở không nổi đâu. Dù U23 Tây Ban Nha có thắng thì chỉ thắng một trái thôi, thì cao lắm một trái. Nhưng mà theo tôi dự đoán ở trận đấu này nó sẽ rơi vào tỷ số một đều hoặc là không đều. Nhưng mà tỷ số không đều nó cao lắm, rất khó đá vô U23 bờ biển Ngà nha, rất khó đá vô. Những cái thông tin vừa qua là những cái thông tin mà tôi nhận định và tôi dự đoán thôi, theo cá nhân của mê bóng đá cũng như là cá nhân của Tuấn. Bây giờ xin mời anh em đến với một cái thống kê 5 trận gần nhất về phong độ của U23 bờ biển Ngà và U23 Tây Ban Nha. Thì U23 Tây Ban Nha họ trong 5 trận gần nhất thì họ hòa 3 trận, họ thắng 1 và họ thua 1. Còn U23 bờ biển Ngà là họ thắng 2, hòa 2 và bại 1. Về thành tích đối đầu thì hai đội này là chưa có những cái thống kê nào đối đầu với nhau. Thì tôi nghĩ rằng đây là lần đối đầu đầu tiên của U23 Tây Ban Nha và U23 bờ biển Ngà. Về thông tin lực lượng giữa U23 Tây Ban Nha và U23 bờ biển Ngà thì là đầy đủ, không có thiếu một cầu thủ nào hết. Còn đội hình dự kiến của U23 Tây Ban Nha và U23 bờ biển Ngà thì U23 Tây Ban Nha thì có là thủ thành Simon, Oscar Gil, Mingesta, Pau Torres, Miranda, Merino, Ceballos, Pedri, Asensio và Olmo. Còn U23 bờ biển Ngà thì có là Thier, Gana, Bailly, Dalabia, Diallo, Casey, Timite, Kouassi, Diallo và Kouami. Về đội hình dự kiến thì chỉ có những cầu thủ như vậy thôi, thì không biết rằng ở trận đấu chính thức thì nó sẽ có thay đổi gì không. Nhưng mà tính tới thời điểm hiện tại thì đội hình dự kiến nó cũng gần giống như là đội hình chính thức rồi đó anh em. Đó là những gì mà mê bóng đá nhận định và dự đoán. Anh em nghĩ như thế nào á thì anh em hãy bình luận ngay bên dưới video nha. Anh em đừng quên là đăng ký kênh, bấm like, bật chuông thông báo để xem những video nhận định đấy và tin tức bóng đá, tin tức chuyển nhượng mới nhất của mê bóng đá nha. Cảm ơn tất cả anh em rất nhiều và cảm ơn anh em đã xem video nhận định này. Và đừng quên là cho mê bóng đá một lượt đăng ký nha và một lượt like. Cảm ơn anh em nhiều nha.